Công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa truyền thông Starter vừa chính thức ra mắt tại Bình Dương ở địa chỉ số 305 đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An. Công ty cung cấp đa dạng dịch vụ trên lĩnh vực truyền thông và giải trí. Công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa truyền thông Starter, Starter Media hoạt động chính trên lĩnh vực sản xuất và cung cấp các sản phẩm dịch vụ truyền thông giải trí. Với tiêu chí chất lượng sản phẩm phải được đặt lên hàng đầu, Starter Media đem đến cho đối tác nhiều lựa chọn trong lĩnh vực truyền thông giải trí như sản xuất và phân phối phát hành phim truyền hình, phim điện ảnh, game show truyền hình, quản lý và đào tạo diễn viên ca sĩ dancer, đạo diễn, cons. Bên cạnh đó, công ty còn cung cấp dịch vụ sản xuất TVC, MV, viral video và phim phóng sự. Trong thời gian tới, Starter Media sẽ đẩy mạnh đầu tư sản xuất phân phối các sản phẩm điện ảnh, game show, giải trí trong và ngoài nước, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chất lượng sản phẩm, thu hút và củng cố nguồn nhân sự chất lượng cao để từng bước phát triển, vươn mình, trở thành doanh nghiệp về truyền thông, giải trí hàng đầu Việt Nam.